Lấy cảm hứng từ chiếc du thuyền sang trọng trên biển và các yếu tố thiên nhiên, Virgo Nha Trang mang thiết kế ấn tượng, đem đến không gian sống cao cấp, lý tưởng bậc nhất. Virgo Nha Trang tọa lạc tại 3941 Nguyễn Thị Minh Khai, là tuyến đường huyết mạch kết nối các khu vực xung quanh như biển Trần Phú, quảng trường, khu phố Tây Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật. Từ đây dễ dàng tới các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Tháp Bà Ponaga, Ga Nha Trang, Chợ Đầm. Đặc biệt, khi dự án hoàn thành vào năm 2019, sẽ nằm ngay tại giao cắt giữa đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Thị Minh Khai, nút giao thông trọng yếu bậc nhất Nha Trang. Virgo Nha Trang đem đến không gian thượng lưu, hệ thống tiện ích chất lượng 5 sao, trung tâm thương mại với quy mô hoành tráng, quy tụ những thương hiệu nổi tiếng, hệ thống nhà hàng sang trọng, phòng tập gym hiện đại, thư giãn với hệ thống spa đẳng cấp, sảnh đón tiếp ấn tượng. Quầy pool bar và bể bơi chân mây có hệ thống nước chảy tràn nằm ở tầng 28, đem đến cảm giác bồng bềnh như bơi giữa mây trời phiêu du. Mỗi căn hộ Virgo Nha Trang đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên, gió trời bởi thiết kế thông minh, tối đa hệ thống cửa sổ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức dậy, gia chủ có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn cảnh bãi biển hay thành phố Nha Trang, bắt đầu một ngày với năng lượng sống ngập tràn. Các căn hộ được bàn giao với nội thất đầy đủ, đến từ các thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo tính thẩm mỹ và giá trị sử dụng cao nhất. Virgo Nha Trang được coi là biểu tượng của cuộc sống thượng lưu, kiến tạo nên những giá trị độc đáo, khởi đầu cho những ước mơ được chắp cánh bay xa và nuôi dưỡng ngọn lửa hạnh phúc luôn ấm nồng. Virgo Nha Trang, an cư tuyệt vời, sinh lời bền vững.